Chúc mừng năm con giáp đón lộc trời rơi xuống ngày 12 tháng 3 âm lịch, tình tiền đỏ thắm như son. Thưa quý vị, xem tử vi ngày 12 tháng 3 âm lịch của 12 con giáp thì chúng ta thấy rằng cái thời điểm này ấy, khi mà nhiều người còn khá là trì trệ, muốn tĩnh, không muốn động. Nhưng với năm con giáp may mắn dưới đây ấy, thì các bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào nó cũng sẵn có, nên là luôn tranh thủ từng chút một những cái lợi thế thuộc về mình. Và được thần tài để mắt đến, lại thêm cái sự khéo léo chăm chỉ, những con giáp này thu về không ít những cái thành quả cho bản thân. Công việc thì tiến triển thuận lợi, làm đâu thì nhìn thấy kết quả tới đó. Các bạn cũng có khả năng cao được thăng quan tiến chức, cấp trên đề bạt nâng đỡ, đồng nghiệp thì nhiệt tình giúp đỡ trong công việc. Gia đình thì cũng sẽ luôn êm ấm, hạnh phúc, hòa thuận đến lạ thường. Mọi cái mâu thuẫn, mọi cái rạn nứt đều được hóa giải một cách là trơn tru. Hơn nữa, trong ngày hôm nay thì túi tiền của các bạn cũng sẽ rủng rỉnh hơn thường lệ. Các bạn sẽ dễ dàng nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Và một số người có cơ may là trúng số đổi đời. Vậy thì những con giáp nào sẽ là con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 12 tháng 3 âm lịch, ngày Giáp Dần này, thì đó chính là những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi được cục diện là Dần, Hợi là lục hợp. Ngày hôm nay có cục diện lục hợp nó xuất hiện, những người tuổi Hợi sẽ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc, công danh, sự nghiệp hay là tài lộc đều được rực sáng như son. Càng là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hoặc là những người làm nghề tự do ấy, thì càng có lợi thế thuộc về mình. Các bạn có thể gặp được quý nhân, người này sẽ giúp cho công việc làm ăn của các bạn ngày càng suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, cái vận trình sự nghiệp nó cũng đang trên đà thăng tiến, dù các bạn cũng có một khoảng thời gian vất vả nhưng bù lại cái cơ hội thăng tiến cũng khá là cao. Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi cũng cần đề phòng những cái rắc rối mà tiểu nhân ghen ghét đố kỵ nó mang đến. Với những cái gì mà bạn đạt được ấy, đôi khi cũng gây ra những cái sự ganh ghét của tiểu nhân. Đấy. Trong thời gian này, nói chung ấy, chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi cũng sẽ được rực sáng nhờ được cục diện là Hợi và Dần lục hợp. Thêm nữa là gì? Hợi Thủy lại sinh cho Dần Mộc. Vậy nên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần cũng khá là bình ổn. Các mối quan hệ tốt đẹp nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh, đôi lứa biết quan tâm, chăm sóc cho nhau, giúp đỡ cái tình cảm luôn được bền chặt hơn. Tuy nhiên, những người độc thân thì chưa thể thay đổi được cái tình trạng hiện tại và cũng phải cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 âm lịch, ngày Giáp Dần, không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ được cục diện tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Nhờ cục diện tam hợp nó xuất hiện, vậy nên những người tuổi Ngọ sẽ thể hiện được cái sự tự tin và cái bản lĩnh hơn người của mình, có thể là chỗ dựa cho mọi người. Những người tuổi Ngọ luôn biết cách dẫn dắt mọi người theo cái hướng của mình và gánh vác mọi việc trong cái thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn gian khổ. Từ đó, bản mệnh cũng sẽ có được những cơ hội để thể hiện cái khả năng lãnh đạo tài tình. Bên cạnh đó, phương diện tài chính của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nói chung về cơ bản cũng khá là ổn định. Cả nguồn thu nhập chính và nguồn thu nhập phụ của bản mệnh đều được cải thiện rõ ràng. Quan trọng nhất vẫn là các bạn biết điều chỉnh những kế hoạch chi tiêu hợp lý, tính toán phù hợp để tránh lãng phí. Quý vị hãy cố gắng duy trì những cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, may mắn cũng đứng về những người tuổi Ngọ trên cái phương diện tình cảm, nhờ cục diện là gì? Dần Mộc sinh cho Ngọ Hỏa. Đối với cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên trong chuyện tình cảm của những người tuổi Ngọ nó cũng khá là thuận lợi, may mắn. Những người tuổi Ngọ đón nhận nhiều cái tin vui và cả cái sự bất ngờ dành cho mình. Những chuyện buồn nằm lại ở trong quá khứ, mọi rắc rối cũng tự động tiêu tan, mang đến cho bản mệnh nhiều cái trải nghiệm thú vị ở cái thời điểm hiện tại. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo,
Con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 âm lịch, ngày Giáp Dần, đó chính là những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thì được cục diện tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Đấy. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay có rất nhiều điểm sáng. Dù công danh, tình duyên hay là sự nghiệp đều có những cái bước tiến triển đáng kể. Bản mệnh có cơ hội thể hiện cái năng lực cũng như là được tiếp xúc, gặp gỡ với những người có quyền có thế. Chuyện thăng tiến nhờ vậy mà cũng sẽ dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Bên cạnh đó, lại được thiên tài nó giúp sức nên cái chuyện làm ăn buôn bán của những người tuổi Tuất cũng cực kỳ thuận lợi và hanh thông. Nếu mà quý vị có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng ngay trong ngày hôm nay thì quý vị cứ mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ cao. Trong ngày hôm nay thì những người độc thân có thể gặp được những đối tượng khác giới ưng ý. Những người này có thể là các người mà các bạn đã quen biết từ lâu nhưng mà chưa từng nghĩ đến cái chuyện nảy sinh tình cảm với họ. Con giáp này hãy cứ mở lòng mình và đừng đòi hỏi yêu cầu quá cao về một nửa kia của mình. Khi đó các bạn sẽ tìm thấy được một cái tình yêu dễ dàng hơn. Trong thời gian này thì các cặp đôi, các cặp vợ chồng cũng sẽ được tận hưởng cái giây phút ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn hạnh phúc cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Được cục diện Dần, Mão, Thìn tam hội nó tương trợ giúp đỡ, vậy nên những người tuổi Thìn sẽ có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền, cơ hội để làm giàu, cơ hội để kết giao với những người có quyền có thế, với những người xung quanh. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn cũng có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền đấy, do cái sự xuất hiện của thiên tài là chiếu mệnh. Bản mệnh không ngại khó, không ngại khổ mà hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình để dấn thân vào những cái lĩnh vực khác, tự tìm ra cách tăng thêm cái thu nhập cho mình. Bên cạnh đó, công việc trong ngày hôm nay cũng khá là ổn định, các bạn vẫn đang làm rất tốt và hoàn thành trách nhiệm trong những cái nhiệm vụ được giao. Tham vọng của các bạn lớn hơn nhiều chứ không chỉ dừng lại ở đó. Muốn đạt được những cái điều mà mình mong muốn ấy, thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với những cái thách thức và cả những khó khăn đấy. Trái ngược với may mắn ở cái phương diện tài chính thì gặp cục diện ngũ hành xung khắc Dần, Mộc, Khắc, Thìn, Thổ, vậy nên nó khiến cho tình yêu nuôi đứa trong thời gian này không được như ý. Mặc dù các bạn và người ấy cũng cùng nhau trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, tưởng chừng như không có gì có thể chia lìa được, nhưng bỗng nhiên thì quý vị cũng nhận ra rằng tự nhiên nó lại không được bền chặt như xưa. Trong thời gian này thì những mâu thuẫn, những xung khắc giữa các cặp đôi cũng sẽ lớn dần lên. Vậy nên quý vị cũng cần phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà nhìn nhận. Từ đó sẽ giúp hóa giải được những cái xung khắc, mâu thuẫn không đáng có. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Thìn ấy cũng hay luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp đến, con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 âm lịch, ngày Giáp Dần, đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này có tác động của cục diện chính ấn nên là những người tuổi Tý có thể tranh thủ tiếp thu thêm những cái kiến thức mới, trau dồi cái kỹ năng chuyên môn cho bản thân. Công việc thì luôn cần cái sự sáng tạo, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức đa dạng và đa chiều mà các bạn học được ấy sẽ rất hữu ích cho các bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi Tý trong cái ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 âm lịch cũng không phải là lo lắng, vì các bạn vẫn luôn làm tốt trong cái việc đảm bảo cái thu nhập cho tương lai. Cái nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều được gia tăng trong cái giai đoạn này. Những người tuổi Tý cũng đã biết rằng những gì mà mình đang có là hoàn toàn xứng đáng, vì các bạn rất chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng cải thiện bản thân. Đó. Trong ngày hôm nay lại được cục diện là ngũ hành tương sinh, vậy nên các mối quan hệ nó cũng duy trì ở cái mức độ là hài hòa. Từ những người thân cho đến bạn bè, dường như chỉ bằng những cái lời hỏi thăm, động viên nhỏ của đồng nghiệp, của bạn bè cũng đủ làm cho các bạn cảm thấy là ấm lòng hơn. Các bạn cũng không gặp phải cái khó khăn nào trong cái việc là làm hài lòng mọi người xung quanh. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Tiếp đến, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, trong ngày 12 tháng 3 âm lịch, ngày Giáp Dần, thì chính tài sẽ xuất hiện, nó báo hiệu tin vui trên cái con đường sự nghiệp tài chính của những người tuổi Sửu.
đó. Có cát tinh hậu thuẫn nên là những người tuổi Sửu dễ kiếm được một khoản tiền như ý, tài chính thì thuận lợi, suôn sẻ hơn hẳn những ngày trước. Đặc biệt, tử vi học cũng dự báo, nó cho thấy nguồn thu nhập của những người tuổi Sửu ấy trong nhiều hạng mục nó được tăng lên, chủ yếu là cái việc kinh doanh buôn bán hoặc là những người làm dịch vụ. Nhưng ngay cả những cái khoản lặt vặt thì cũng đem lại cái doanh thu không hề nhỏ cho những con giáp này. Hôm nay nếu mà những người tuổi Sửu mạnh dạn đầu tư thì lại lộc cũng rất là đáng ngờ đấy. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay lại gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc, vậy nên cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu ấy nó cũng không được như ý. Thời gian này thì dường như bản mệnh rất nhạy cảm, nên là chỉ cần một câu nói hay là một cái hành động vô ý của đối phương ấy có thể khiến cho các bạn sinh ra ghen ghét và ghen tuông. Nguyên nhân có thể là do hai người đã thiếu đi cái sự chia sẻ và trò chuyện với nhau. Vì vậy, trong thời gian này quý vị cũng phải đặt mình vào vị trí của đối phương, tích cực trò chuyện, để tích cực tâm sự để tháo gỡ những khúc mắc đó. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 âm lịch ngày Giáp Dần, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Hợi, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Thìn, 5 tuổi Tý, 6 tuổi Sửu. Đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày 12 tháng 3 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.